Sáng nay, quận Liên Chiểu hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết số 119/2020 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và quán triệt triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ công chức, các phòng chuyên môn thuộc quận phường và đoàn thể. Hội nghị được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp làm rõ những nội dung quan trọng của nghị quyết như quy định thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách nhà nước, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Nhân dân quận phường. Đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới có ý nghĩa quan trọng, tác động lớn đến tình hình chính trị, kinh tế xã hội của thành phố. Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, nghị quyết số 119 quy định không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở quận, phường và do đó Hội đồng Nhân dân thành phố được giao thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý nhà nước trên địa bàn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban Nhân dân quận, phường theo mô hình mới. Về cơ chế chính sách đặc thù như việc điều chỉnh cục bộ, quy hoạch đô thị, quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, phí, lệ phí và tăng thu ngân sách.